Thì đây là cái lò nấu tinh dầu. Cái quê của các bác mà có nhiều cái vỏ cam, vỏ chanh, ví dụ như cái vùng Tuyên Quang hay là Hà Giang các thứ, thì mình có thể làm cái nồi như thế này để mình nấu cái tinh dầu, vỏ cam, vỏ chanh, sả hoặc là quế. Thì đây là chúng tôi nấu nhiều cho nên là cái nồi nó to. Chứ còn các bác mà nấu thử mới nấu á, thì mình mua lấy cái nồi nấu rượu thì mình nấu thử trước đã, xem có bán được hay không. Chứ còn nấu mà nấu nhiều như này là chúng tôi làm lâu rồi. Thì chúng tôi có nhiều khách nên là người ta đặt trước, nên là chúng tôi mới bán được nhiều, thì chúng tôi mới sắm cái nồi to như này. Chứ còn các bác á, thì mới nấu thì các bác nấu bằng cái nồi nấu rượu á, thì nấu cái tinh dầu này nó giống như là nấu rượu. Thì đây là các bác xây được cái lò giống như thế này, hoặc là để kiềng cũng được. Dưới này là bếp lửa này. Còn đây là cái nồi này, y chang nấu rượu, không khác gì nấu rượu một tí nào cả. Thế bây giờ tôi sẽ quay lên trên. Đây là cái lỗ để thông khói. Thì mình bịt kín lại y chang nấu rượu, không khác một tí nào cả. Thế đây là như kiểu cái nấu rượu, cái tiêu ấy, hơi nước nó sẽ bốc từ dưới cái nồi này lên. Dưới này là nước này. Nước với lại lá cây này. Trên này thì chúng tôi hay nấu tinh dầu chù dù này, tinh dầu ngải cứu này. Nói chung nhiều loại lắm, mình trên rừng có gì thì chúng tôi nấu có cái đó. Đấy, sau đó cứ đun sùng sịch sùng sịch, đun nhiều ngày vào. Đun khi nào nó hết cái tinh dầu. Đấy, tinh dầu nó theo hơi nước nó bay vào đây. Nó giống như là nấu rượu có cái tiêu á, nó bay vào đây. Còn đây là cái thùng làm lạnh. Cái thùng làm lạnh này càng nhiều nước mà nó càng lạnh thì nó đọng lại được nhiều cái tinh dầu. Sau khi mà cái hơi nước nó bay từ trên này theo cái đường ống đấy, nó xuống cái thùng này, nó gặp vào nước lạnh thì nó ngưng đọng lại. Xong nó ra cái lỗ này. Đây nó ra cái lỗ như này. Nó ra cái lỗ này thì mình hứng cái gì vào đây để lấy nước. Thì cái nước này á, nó lẫn cả tinh dầu. Thì có một số các cái loại tinh dầu thì nó sẽ chìm cùng, nó chìm ở dưới đáy, còn nước nó ở trên. Thế có một số tinh dầu á thì nó lại nổi. Thế sau đó thì mình lọc lấy, đổ bỏ nước đi, còn lọc lấy tinh dầu. Thì bên trong nó có một cái lồng để mà mình để lá cây hoặc là vỏ cam, vỏ quýt gì đấy, chanh xả ớt gì đấy, mình cho vào mình nấu. Thì nó không bị cháy nồi, chứ không có là nó hay bị cháy nồi, mình phải lót. Đây, mình cho vào cái lồng như này. Thì các bác cứ thử nấu trước đi, nấu ít một thôi. Chứ đừng có làm đặt cái nồi to quá như thế này là mình đến lúc là mình không bán được tinh dầu là chết ấy. Tinh dầu là khó bán lắm. Có một số loại tinh dầu thì nó rẻ tiền ấy, thì người ta sẽ chọn lựa cái tinh dầu rẻ tiền. Còn tinh dầu mà mình nấu như thế này nó đắt tiền hơn, cho nên là khó bán lắm. Thì các bác cứ thử nấu ít thôi, cũng dễ đấy, không khó lắm. Thế nhưng mà vấn đề bán mới là khó, bán được hay không mới là khó.